Lan, Hà Linh. Tiếp nối thành công từ ngày diễu hành, sáng 30 tháng 6, hàng trăm vận động viên bắt đầu đường đua điểm đến Hòa Bình trong khuôn khổ ngày hội đạp xe vì Hòa Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với báo Thanh Niên tổ chức. Xin tuyên thệ điều hành các đường đua trung thực, khách quan, công bằng và chính xác. Cung đường đua tuyệt đẹp của các vận động viên thi đấu là vòng quanh thành cổ Quảng Trị, chứng nhân khát vọng độc lập, tự do một thời của Tổ quốc. Giải có sự góp mặt của 391 vận động viên đến từ 60 câu lạc bộ xe đạp, các tỉnh thành, ngành trên toàn quốc. Đặc biệt có 4 câu lạc bộ xe đạp đến từ các tỉnh Champasak, Savannakhet, Lào, Mukdahan, Thái Lan, tạo nên sự đua tranh với những màn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn và kịch tính từ các đội đua và các vận động viên, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ nhiều bất ngờ thú vị. Tại lễ khai mạc giải, đại diện ngân hàng HD Bank, nhà tài trợ chính của ngày hội đạp xe vì hòa bình cho biết, HD Bank vinh dự và hạnh phúc khi được đồng hành ngày hội đạp xe vì hòa bình tại vùng đất thiêng này. HD Bank tự hào được đồng hành cùng ngày hội đạp xe vì hòa bình, ngày hội của đam mê và tinh thần thể thao, tinh thần gắn kết. Ngày hội đạp xe vì hòa bình hôm nay càng ý nghĩa hơn nữa khi chúng ta cùng hướng đến kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 tại vùng đất lửa linh thiêng Quảng Trị. Giải đạp xe tỉnh Quảng Trị năm 2024 điểm đến hòa bình có 3 nội dung thi đấu của 3 lứa tuổi nam từ 18 đến 39 tuổi, từ 40 đến 50 tuổi, từ 51 tuổi trở lên với cùng cự ly 30 km, trong khi nữ không quy định tuổi thi đấu 20 km. Một điểm nhấn khác của giải đua này là dù chỉ mang tính phong trào nhưng ban tổ chức đã rất chịu chơi khi lần đầu tiên sử dụng thiết bị tính giờ điện tử, thiết bị tính thời gian, hoàn thành đường đua của vận động viên một cách chính xác và hoàn toàn tự động gắn vào xe của các vận động viên để hạn chế mức thấp nhất những sai sót nếu có trong tính thành tích. Thành cổ Quảng Trị với số vòng tương ứng theo cự ly và độ tuổi tham gia. Người dân Quảng Trị cũng tập trung đông hai bên đường để cổ vũ tinh thần cho các cổ động viên. Sáng nay là em ngủ dậy là lúc 6 giờ. Mà để cà phê tại chỗ, ăn uống tại sáng tại chỗ để có như là cổ động viên là đua xe đạp, mình cổ vũ cho nhiệt tình vì kia Quảng Trị thành phố của mình là có một cái thành tích là rất là hào hứng. Và sau đây là mình đến với quê hương Quảng Trị là có một cái là coi như là ghi nhớ để có một cuộc đua. Sau 4 nội dung, các nhà vô địch đã lộ diện, đó là tay đua Tôn Hoàng Khánh Lan 47 tuổi đến từ câu lạc bộ Đường Chính Xanh Quảng Trị về nhất nội dung dành cho nữ, tay đua Nguyễn Khắc Điệp câu lạc bộ xe đạp thị xã Quảng Trị về nhất nội dung nam trên 51 tuổi, tay đua Lưu Văn Thành câu lạc bộ xe đạp thể thao thành phố Đông Hà về nhất nội dung nam lứa tuổi 40 đến 50, tay đua Nguyễn Hoàng Nhật từ câu lạc bộ Đường Chính Xanh về nhất nội dung nam lứa tuổi 18 đến 39. Đi đạp xe hàng ngày cùng các anh chị em gọi là đồng đạp á, thì mình cảm thấy là tuyệt vời. Cho nên là khi đến với giải là mình luôn luôn là nâng cao cái chơi là chơi fair play á, chơi đẹp nhất có thể, an toàn cho tất cả mọi người. Dạ, em cũng khá là bất ngờ khi mà tình yêu của các anh chị ở thành tỉnh Quảng Trị này dành cho em. Thưa quý vị, như vậy là các vận động viên đã về đích, 4 nội dung đã tìm được những nhà vô địch xứng đáng và đường đua sáng nay cũng đã khép lại ngày hội đạp xe vì hòa bình năm 2024. Tuy nhiên, trong suốt tháng 7 này các chương trình ý nghĩa, các hoạt động ý nghĩa khác thuộc lễ hội vì hòa bình năm 2024 cấp quốc gia tại tỉnh Quảng Trị vẫn sẽ tiếp diễn. Và quý vị có thể đến trực tiếp Quảng Trị xinh đẹp linh thiêng này để trải nghiệm không khí lễ hội hoặc là đón theo dõi trên các nền tảng số. Mai Phương xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin chào.